Với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng bà con ở khu phong tỏa tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Khê phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức gian hàng không đồng. Đây là khu phong tỏa thực hiện chỉ thị 16 phòng chống dịch COVID-19 tại phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tiệm buôn bán nhỏ gia đình ông Hồ Đình Hiển trên đường Nguyễn Phước Nguyên đã đóng cửa nhiều ngày vì dịch bệnh COVID-19, nay càng khó khăn hơn khi khu vực gia đình ông sinh sống bị phong tỏa. Cũng nhờ chính quyền địa phương cũng như bộ đội quan tâm giúp đỡ và chăm sóc tận tình chu đáo, tạm thời là cũng ổn ổn tí. Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Khê đã trích quỹ từ phong trào nuôi heo đất và hỗ gạo vì người nghèo, vận động các cá nhân tổ chức để tạo nguồn thực phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân trên địa bàn. Các nhu yếu phẩm rau củ quả được tập kết trước khu vực thiết lập vùng cách ly y tế ngay từ sáng sớm. Các lực lượng khẩn trương với phần việc của mình để đưa đến cho bà con trong khu phong tỏa. Chung sức một phần nhỏ để giảm thiểu cái khó khăn trước mắt trong tình hình hiện nay cho bà con nhân dân trên địa bàn của phường An Khê, ổn định cuộc sống và cùng nhau chung tay để đẩy lùi cái dịch COVID-19. Chị em phụ nữ chúng tôi cũng ở trong cái khu phong tỏa cùng với lại bà con đó, tiếp xúc với lại cái vùng mà trọng điểm về dịch bệnh thì tất nhiên là rất là nguy hiểm, nhưng mà chị em chúng tôi cùng vượt qua và có cái thực hiện nghiêm cái 5K. Các chị em phụ nữ đi chợ giùm cho các bà con dân á, chúng tôi sẽ chuyển thư xe của phường, sau đó chúng tôi vào các cái đường chính thì đó sẽ nhờ các cái chị phụ nữ mà ở trong khu cách ly cứng cùng với lại các ban công tác mặt trận chuyển hàng đó để vào trong các bà con ở trong cái đường việc cách ly cứng của hàng rào. Gian hàng không đồng được tổ chức đã góp phần thiết thực đồng hành cùng chính quyền chăm lo đời sống người dân trong lúc dịch bệnh, qua đó tô thắm hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, vun đắp thêm tình đoàn kết quân dân.